Hello, xin chào các bạn, mình là Sang. Chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Mỹ. Sang lại tiếp tục hành trình mang mì nóng đến cho người vô gia cư. Mời các bạn theo chân Sang đi đến phát mì nóng cho người vô gia cư nha các bạn nha. Sang đang tiến vào nhà ga Song Than, nhưng mà bữa nay nhà ga Song Than hơi vắng. Không hiểu sao những người vô gia cư thường thường tập trung ở chỗ này đi đâu hết rồi ạ. Lần này thì Sang không có gặp họ nữa. Thường thường mấy cái cụ lớn tuổi hay ngồi đây xin cà phê lắm. Chuyến này thì Sang đã mang mì cho một số người rồi, và bây giờ Sang đang là đun nước nóng để mang ra ngoài trời. Và mình gặp cái anh vô gia cư này, anh đang ngồi ở ngoài đây. Ở đây là ngồi hẳn ngoài trời luôn á, ngoài hành lang dành cho người đi bộ á. Và nhìn anh thấy rất là tội. Rất là tội. Có quần áo gì trong này? Nhìn mặt thấy khổ. Em nghĩ hôm nay có quần áo ở chỗ không? Sang tranh thủ pha mì gói cho ảnh, và Sang sẽ lấy trong giỏ ra cho ảnh ít đồ nữa các bạn nha. Cảm ơn. Can I ask you a question? Question. Where is it? Car wash. Yeah, car wash. My car. À, thằng này nó đẹp mà. Có bán cả không? Không không, thằng này nó hỏi anh cái chỗ giặt quần áo đâu. No. Các bạn biết không, tại vì nói là không không á, là với anh vô gia cư này á, là tại biết sao không? Là tại vì anh tính lấy cái mì đó, mình vừa đổ nước xong anh ăn luôn, nhưng mà hôm mình nói anh là phải chờ một chút xíu mới ăn được đó các bạn. Small. Cái bàn đó được rồi. Cái bàn đó được rồi. Bạn nhìn thấy xa xa đằng kia có cái bác vô gia cư đang đứng xin không á bạn. Bây giờ Sang sẽ đi tới đó và hỏi bác ấy có uống cà phê không nhé. Cái bác vô gia cư này thì cũng khá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không các bạn? Nếu các bạn xem những cái video trước của Sang thì đã nhìn thấy bác ấy rồi. Và rất là nhiều lần bác ấy nói với Sang là bác chỉ đứng ở đây thôi. Nếu mà có gì cho bác ấy thì cứ đến chỗ này. Yeah.
mang xe mình thôi, mang xe mình thôi. Xe xe. Đóng nó chậm hơn đấy. Xe nhau cho đây số. Ô số. Tôi chỉ tôi. Đơn đơn. No, no ora, mangiare dopo io. Una ora io mangio. Non dai. Ora no. Después. Già non dai, già non. Allo stesso. Non dai. Colpo è sinato. Un colpo caffè. Caffè, caffè. Caffè? Yeah. You mean non una bless ma you mean è spagnolo. Mucho gracias. Okay. De nada, de nada. Ok, cảm ơn nhiều. Ok. Mira, ahí está. Ya. No, tenemos que hacer. No, uống cà phê. Tôi cần cà phê. Nếu mà các bạn có xem video trước của Sang thì đã gặp cái anh vui gia cư này rồi. Anh ta xin mì gói và uống cà phê đó. Ở trong cái gầm metro đó các bạn. Sang đi đến cái chỗ ở của người vui gia cư đấy. Đó là cái tên tựa đề video đó. Và lần này thì anh ta gặp Sang ở chỗ nhà ga Song Than. Và anh ta hỏi Sang có cà phê không. Anh xin cà phê. Và hơn nữa anh còn dẫn theo bạn của anh nữa. Và anh kêu là với bạn của anh cà phê ở đây rất là ngon. Như mọi người đã thấy đó, Sang đã cho một số người như là Tuy Kỳ nè, Romani nè, Châu Phi, người Bỉ, và còn có một số người khác nữa uống thử cà phê Trung Nguyên Việt Nam á. Ai cũng khen nó uống ngon hết á. Có người còn uống 2-3 ly liền một lúc luôn các bạn ạ. Petit ça. Non, c'est petit, c'est petit. Ah, mon cachot.
Toi, t'es encore là-bas, dans le métro, enfin de... Je vais ramener des vêtements là-bas, là. Vêtements là-bas. Je vais ramener des vêtements là-bas, demain ou après-demain. Ça va? Je suis là, tu m'as pas trouvé là, mais je suis là. Ah. Ça va. Merci, hein. Il y a aussi un... Café aussi, café. J'aime bien. Nó mỗi khi đi qua đây ổng chọn xin cà phê luôn. Chắc cà phê. Ok, mỗi lần đi qua cứ chọn cà phê. Ổng không muốn xin. Ổng không muốn xin đâu, cứ mỗi lần đi qua cứ chọn cũng được. Anh Châu Phi lại nói với Sang là cái cây quậy cà phê này anh có thể dùng làm đũa. Yeah.